Thưa quý vị, cùng với sự phát triển kinh tế, những năm qua, các chính sách xã hội cũng luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, chú trọng hoàn thiện tốt hơn, qua đó từng bước nâng cao chất lượng, mức hỗ trợ và mở rộng đối tượng thụ hưởng cho người dân, theo hướng công bằng, tiến bộ và đã cơ bản, bảo đảm an sinh xã hội theo quy định của Hiến pháp, ghi nhận tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Dù trải qua nhiều giai đoạn lịch sử và quá trình phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước vẫn luôn chú trọng và có nhiều chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân, nhất là đối với những gia đình chính sách, người có công và công nhân lao động, không để ai bị bỏ lại phía sau. Bên nhà 4, 4 trên 4, bà là thanh niên xung phong, cũng là phần quà ít chứ mà bà rất vui. Vui là vì có Đảng và Nhà nước có quan tâm tới mình, cho mình phục vụ cho Đảng và Nhà nước, rồi có ít nữa mà Nhà nước Đảng quan tâm là bà mừng lắm. Giúp nghèo bền vững để cho cùng nhau để làm phát triển kinh tế xã hội, ổn định cuộc sống lâu dài. Thì mặt trận cũng như là có những cái chương trình phối hợp đối với lại các cái đơn vị để vận động hỗ trợ nhà là một trong những cái việc làm thường xuyên. Rồi thì có được những cái công cụ, bên cạnh đó có vốn để sản xuất, kinh doanh cũng như là làm việc để làm sao mà có được cái việc làm ổn định, thu nhập và ổn định, làm sao giảm nghèo và hết nghèo. Nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội và quản lý phát triển xã hội theo hướng toàn diện, hiệu quả, bền vững. Để đạt được mục tiêu, cần thiết phải mở rộng độ bao phủ của an sinh xã hội đến mọi nhóm dân cư, đặc biệt là người nghèo, người dễ bị tổn thương. Là cụ thể hóa qua các nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước thì có nhiều cái cách làm, nhiều cái mô hình hay, qua đó thì đã làm có cái tuyên truyền vận động trong nhân dân và bà con nhân dân thì có cái tích cực trong cái việc mà thực hiện tham gia cùng chính quyền trong việc xây dựng. Đồng thời qua đó thì cũng theo dõi các cái kết quả mà chính quyền là thực hiện qua cái nguyện vọng chính đáng của người dân là phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng ở trên cái địa bàn của thành phố. Thành phố Biên Hòa hiện còn hơn 200 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,07% tổng số hộ dân và hiện đang phấn đấu thực hiện đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,02%. Đối với thành phố Biên Hòa, ngoài thực hiện các chính sách an sinh xã hội dành cho các đối tượng tại địa phương, còn phải quan tâm chăm lo đến đối tượng lao động nhập cư, bởi họ là những lao động trực tiếp, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh nhà nói chung và thành phố Biên Hòa nói riêng.